Theo tin của USA Today, người được Tổng thống Mỹ đề cử vào chức vụ Bộ trưởng Lao động là ông Andrew Booster vào hôm thứ Hai thú nhận rằng trong mấy năm qua, ông từng thuê một người giúp việc nhà thuộc thành phần di dân bất hợp pháp và là một vấn đề từng khiến nhiều ứng cử viên nội các phải lút rui trước đây. Ông cho biết thêm là ông lập tức cho người này nghỉ việc khi biết người này là di dân bất hợp pháp, trả tuyên thuế thiếu cho IRS và tiểu bang California, cũng như nộp đủ giấy tờ cần thiết. Chủ tịch Ủy ban Y tế Giáo dục Lao động Thượng viện là Thượng nghị sĩ Lamar Alexander cho hay, điều này sẽ không ngay lập tức khiến ông Buster bị loại, vì ông đã báo cáo lỗi lầm của mình và có hành động sửa đổi. Ông Buster sống tại thành phố Franklin, tiểu bang Tennessee, bên ngoài Nashville, là tổng giám đốc điều hành CK Restaurant, là công ty mẹ của hai công ty Hardee's và Carl Jr. Ông từng là cố vấn kinh tế của ông Trump trong thời gian tranh cử vào năm 2012 và là cố vấn kinh tế cho ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa là ông Mitt Romney.